reo vang, xuân đã về, xuân vẫn huy hoàng trong gió ngàn mừng đón xuân sang. Vui mùa xuân năm nay gần nhau, nhớ khi xưa lúc ngây thơ cầm tay hỏi nhau ngẩn ngơ, đến bao giờ đón xuân mơ. Xuân đã về, xuân vẫn mơ màng trong nắng vàng, khóc cho tim reo vang. Đã về trên từng gương mặt của các bạn cùng một buổi kể cái trường và chúng ta đã là trường vượt văn hóa. Ngày hôm nay mùa xuân đã đem đến của chúng ta sự hùng mạnh. Ngày hôm nay rất đông các bạn đã không quản đường xa cũng như những công việc riêng để tập trung đến đây hội họp với nhau ôn lại kỷ niệm xưa của chúng ta, và đặc biệt là để chúng ta gắn kết với nhau hơn trong tình bạn. Tôi mong rằng những ngày này nó sẽ tiếp diễn từng năm chúng ta sẽ họp mặt để mọi người trong chúng ta ôn những kỷ niệm khi chúng ta còn ngồi ghế trong trường. Và bây giờ chúng tôi xin tuyên bố bắt đầu khai mạc chương trình xuân họp mặt kỷ niệm 33 năm. Các bạn thân mến, mình xin trân trọng lời các bạn này xuân về. Chúng ta cùng họp mặt trong đây để chúng ta chúc mừng năm mới và chúc mừng tất cả mọi người với nhau. Thì đầu tiên mình thay mặt cho tất cả các bạn trong ban điều hành gửi đến tất cả các bạn và gia đình các bạn một năm mới an khang thịnh vượng trong đời sống, cùng tìm được sự bình an trong Đức Kitô và hạnh phúc trong gia đình của chính mình. Cái điều đó mình xin thay mặt cho ban điều hành gửi đến các bạn. Cái điều mà quan trọng nhất ngày hôm nay chúng ta cảm thấy đó là gì? Chúng ta đã gắn kết với nhau biết bao nhiêu năm trời rồi, hơn 30 năm nay chúng ta đã tiếp xúc gặp nhau, một cái tình bạn mà có lẽ chúng ta cảm thấy rằng rất thiêng liêng vô cùng. Các bạn có gia đình rồi, các bạn có biết thích hôn phối để làm được, có con cái để giữ gìn, nhưng riêng tình bạn thì chẳng có gì cả nếu chúng ta không có tấm lòng yêu mến nhau. Điều đó là điều tuyệt vời nhất. Các bạn cho rằng có thay nào đúng chưa? Tình yêu thì không có thể làm buộc tôi. Anh đã hứa rồi nhưng tình bạn chẳng hứa gì cả. Thế nên các bạn vẫn có mặt ngày hôm nay ở đây, đó là điều kỳ diệu vô cùng. Cái điều thứ hai nữa là qua bao thăng trầm ngày hôm nay, tất cả chúng ta vẫn gắn kết với nhau được. Biết những cái điều trong những gian khổ, trong những cái điều mà bức xúc, trong những cái điều hoạn nạn, chúng ta đều gắn bó với nhau. Để ngày hôm nay chúng ta gặp mặt lại để gắn kết lại cái tình cảm quý mến với nhau. Có một điều hôm nay tôi chỉ hỏi các bạn này, các bạn biết là ngày hôm nay có điều gì đặc biệt nhất ở chung quanh ta? Một cái điều mà kỷ niệm chúng ta không bao giờ chúng ta quên được. Mỗi khi nhắc đến họp mặt, các bạn có để ý cái gì không? Hôm nay ngẫu nhiên một tình cờ, đó là cả một cái màu trắng mát khác của vùng cà phê. Đấy, ngày hôm nay là cái ngày nở cà phê cực kỳ đẹp đúng không? Thì tôi nghĩ rằng mùa cà phê năm nay nở rộng lắm như vậy cũng đánh dấu một cái điều kỳ diệu của tình bạn của chúng ta. Cái điều mà tôi muốn nói đến đó là chúng ta bây giờ là đều trưởng thành hết rồi, đều có gia đình hết rồi, thì chúng ta có một cái điều quyết định được. Thì qua nãy giống như là bạn Dũng nói, mỗi một năm chúng ta sẽ học tập một lần để chúng ta gắn kết cái tình cảm lại.
để chúng ta ôn lại những kỷ niệm và chúng ta giúp nhau, giống như chia tay anh Thế với lại anh Dũng với lại tôi vừa nói với nhau là nếu chúng ta gắn kết với nhau được thì chúng ta mới có những cái cơ hội giúp nhau làm ăn hoặc chia sẻ với nhau những cái chuyện vui buồn. Để chia sẻ cái tâm tình ngày hôm nay, tôi nghĩ là mỗi một người chúng ta hãy cố gắng kéo thêm những người bạn của mình vào để có một cái tình cảm nó nhiều hơn nhiều và gắn kết hơn. Đó là cái vấn đề phát biểu của tôi đến với các bạn. Tôi cũng nói một điều là mấy năm vừa qua là các bạn cũng đề nghị với tôi là với anh Dũng là học lớp, nhưng mà xin các bạn thế này là ông cụ tôi đau mấy năm nay rồi, thế từ đến bạn là nó thật sự mà nói cũng chẳng có đồng chí nào tổ chức cả. Tôi xin các bạn rất nhiều và năm nay tôi nói một điều là chúng ta học mặt thế này rất hạnh phúc và chúng tôi nghĩ là chúng ta sẽ tổ chức lại cái hoạt động của lớp mình một chút thế thôi. Và bây giờ tôi xin giới thiệu bác sĩ Hoàng lên. Mời tất cả, mời tất cả. Ông mời bác sĩ Hoàng lên có đôi lời với lại lớp một tí. Bởi vì bác sĩ Hoàng có nói là bác sĩ Hoàng sẽ giơ tay làm ban điều hành năm anh, mời bác sĩ Hoàng phát biểu. Kính thưa tất cả các bạn trong lớp của chúng ta, thì tôi thì năm nay rất là vinh dự và được nằm trong cái ban tổ chức điều hành của cái lớp học của chúng ta ngày hôm nay. Và sau đây thì tôi xin thay mặt cho ban tổ chức, tôi xin kính mời tất cả các bạn trong lớp của chúng ta đứng lên để chụp một tấm hình lưu niệm trong cái ngày này. Xin kính mời tất cả các bạn cùng bước lên sân khấu. Tốt các ơn Chúa và đồng thời Chúa xin chúc ban cho chúng ta cứ như thế này mãi. Thiên Cha và con và Thánh Thần, amen. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con ở trên Cha cả sáng, Cha chỉ đến Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Hôm nay lương thực hàng ngày và tan nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con, xin xây dựng chúng con sai trước trong dỗ như cứu con cho khỏi sự dữ, amen. Thiên Cha và con và Thánh Thần, amen. Chúc các bạn ngon miệng. Thì tất cả các bạn có nhu cầu, mời tất cả các bạn cùng chung vui văn nghệ với lớp cho cái tình nó đoàn kết và nó được sôi nổi hơn. Kính mong các bạn hãy tạo những cái không khí thực sự là vui trong cái ngày họp mặt của chúng ta. Tôi xin kính mời tất cả các bạn. 2, 3, I'm not going to be able to do it.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Vỗ tay lên các bạn, vỗ cao vỗ tay. Thank you.
Yeah.
Thank you.
xin lỗi tình yêu, xin các bạn một tràng pháo tay. Xuân hòa mặt, với nhan của ca sĩ. Tất thể lớp nhỏ bạn cũng xin kính mời. Xin kính mời tất cả các bạn lớn. Xuân đã.
sầu sầu siêu hầu ngàn năm chân mãi chân bàn thơ biên lên bắt đầu lên nào lên
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.